SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Theo giới truyền thông Trung Quốc, huấn luyện viên Li Tie có thể sẽ bị sa thải nếu như đội tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam trong trận đấu vào tháng 10 tới đây. Theo các tác giả, hai trận thua trước Nhật Bản và Australia khiến cho đội bóng của đất nước đông dân nhất thế giới sẽ phải bước vào mỗi trận đấu còn lại với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đặc biệt là khi đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng B. Truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh, huấn luyện viên Li Tie đã đánh giá sai sức mạnh của các đội tuyển ở vòng loại thứ 3 World Cup và họ chưa biết đội nhà sẽ làm cách nào để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, phía nhà cầm quân này tỏ ra lạc quan và cho rằng tuyển Trung Quốc chỉ nên dành cho người Trung Quốc huấn luyện. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.